Em bật anh cái bóng điện ngoài này lên đấy. Và sau đây thì mình sẽ bỏ xuống cho các bạn xem con này. Đây là con gáy bóng bộ rất là to đẹp, mã sáng đấy. Con này thì gáy gù lai dài tốt và lúc có thể là khiển được. Đẹp. To.